Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em. Vâng, chiếc Hitachi này mới vừa về luôn, em chưa kịp review lên sóng thì đã có một khách hàng cũng đã chốt rồi. Con xe này là 12 chỗ nha cô chú và anh chị. Xe này thì em nó rất là liền lạc, rất là cọt. Thì mới vừa về tới bãi thôi là đã được anh trai anh chốt rồi. Và quay sơ cho anh chị thấy về chiếc Hitachi này không? Toyota 12 ghế. Xe rất đẹp, rất liền lạc. Xe này mới vừa về em chưa kịp lên sóng đâu và đã đi luôn rồi. Vâng, em nó bây giờ em nó đã cuộc hành trình vừa về là đã đi nha. Vâng, cảm ơn, chúc quý khách đi tốt dùng bền. Xe này chưa kịp lên sóng nữa nha cô chú và anh chị. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý khách.